Tập 29 thần nai đến trị thương. Lực lượng chiến binh giao chạm trán với Oroku bìa mộ. Mặc dù đã giành ưu thế hơn hẳn, nhưng trên mặt trận khổng lồ do các siêu thú chưa hồi phục chấn thương, nên hợp thể giao vua bị lép vế so với Oroku. Nhưng may mắn thay, một siêu thú mới xuất hiện đã kịp khắc chế tên quỷ này. Sau đó giao bạc đã tiết lộ rằng đó chính là giao Night Dyers, vừa có khả năng trị bệnh cho các siêu thú giao, vừa có thể làm bất động Oroku trong một thời gian. Nhưng anh lo ngại Gao Nai sẽ không giúp đỡ, do mối hiềm khích cá nhân lúc khi xưa. Tiếp đó, Oroku bìa mộ tỉnh lại và tàn phá thành phố. Trong lúc năm chiến binh Gao đang chiến đấu với nó, Gao Bạc Thổi Sao cố gắng thuyết phục Gao Nai giúp mình, rồi Tetomu xuất hiện cất tiếng hát giúp Gao Nai, giải tỏa mối hiềm khích khi xưa và cuối cùng đã đồng ý giúp đỡ. Gao Nai trao viên ngọc cho Tetomu, vừa trị thương cho các siêu thú trên đảo trời. Siêu thú Gao Nai Dyers thay thế cánh tay trái của hợp thể Gao Vua, tạo nên hợp thể Gao Vua trị thương, dễ dàng đánh bại thành công Oroku bìa mộ.